Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ đi rank cung khẩu Barret Spring. Úi dồi, thằng kia cứ nhìn lên nhìn xuống như kiểu bị động kinh vậy. Cái khẩu này thì hồi trước bên CS10 China ấy thì nó phải gọi là một khẩu súng siêu hiếm. Còn khi mà về Việt Nam thì nó đã hết hiếm rồi. Và hiện tại nó được bán với giá 5.000 kim cương ở trong shop nha. Các bạn nào có thể không mua được VIP thì có thể mua khẩu này. Khẩu này bắn cũng rất là ok. Úi dồi ôi. Mà tầm tiền này thì mình thấy các bạn mua TMP VIP nhiều hơn. Chắc là do cái khẩu súng đấy nó quá mạnh. Anh em không ưa thích sniper thì nó không chọn khẩu này rồi. Hay, úi dồi ôi, thằng kia nó vẫy hay thật là hay và nó khen luôn vậy. Và chắc là thằng nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Nãy mình mới vào thì bị thua một trận. Vâng, thằng kia công nhận nhìn loạn hết cả lên như thằng động kinh vậy mà nó lại ăn được mạng. Khô lời. Lên đi bạn này, mình ke sẵn rồi. Lên đi. Úi dồi ôi, bom các kiểu. Lầy thì chạy ra này. Chú bộ đội. Một người đã nằm xuống. Lên đi bạn này. Úi dồi ôi, thanh niên. Vãi, đi vào đây bốn người luôn ạ. Không kênh móc à? Rồi, úi dồi ôi, TMP nó giết hai thằng luôn rồi. Vãi cả TMP. Giờ sao đây? Trời ơi, người ta cầm TMP óc cửa hó đấy. Mình không dám lên đâu. Rồi, mình nghe tiếng chân ở đây. À đâu, nó tên HL. Này thì HL này, ok. Nãy thì mình nghe tiếng chân ở ngoài mic. Thế đích nào nó lại trên HL nhở? Lâu rồi chưa bắn C4 nên hơi ngáo một tí. Cái khẩu này thì mình thấy nó cũng khá dễ bắn. Tại vì nó tăng tốc độ, tăng độ chính xác. Hiện tại, úi dồi ôi. Nhảy qua đi. Lầy thì nhảy qua này. Hai bé double kill. Nhẹ nhàng, ngọt sớt hả? Vâng, đục thùng khá là chất. Đâu nữa? Ok, hai bé đã bị bắt rồi. B trống nhá. Tầm này chúng ta qua B thôi. Snip thì mình vẫn không quen cái... Được rồi. Thì nhiên bị vẫy trúng chát được rồi kìa. Chắc đang cay lắm. Rồi, mình sẽ cam vào mic này. Nhảy xuống đi bạn ơi. Mình biết A có mà. Này thì TMP đấy. Rồi. Nó bắn ở đâu vậy? Ngoài mic à? Ok, clear rồi. Và chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo thôi. Mà khá là đơn giản. Ủa sao dễ vậy nhở? Nãy thua mà. Nãy rõ ràng là mình thấy người ta bắn rất là ghê. Chứ là nãy trận đầu mình bắn chưa quen. Đây rồi anh em, nó che khói rồi. Bây giờ thì rào à. Ok, thông tin báo lên là rào đẩy. Cái báo đi. Các bạn cứ đi đường khác để mình canh rào cho. Nó không thể lên được đâu. Nó lên là nó ăn ngay một viên đạn bà rết ngay. Vâng. Canh móc này bạn ơi. Cứ định mệnh. Ok, móc không có ai. Mình sợ nhất là sẽ có người đi móc. Nếu mà team mình không đẩy lên, kiểu gì cũng móc rào hoặc móc nhà trên B sang, từ hầm B sang. Rồi, HL có. Rồi, chúng ta không thể đứng một chỗ lâu. Tại vì nếu mà nó đi móc thì nó rất là nhanh. Ơ, không đẩy à? Team bạn đã giết được hai người nhưng quyết định là không đẩy. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, cái định mệnh. Team chết hết rồi. Đây này. Ôi thôi xong rồi. Vậy xảm thế. Cái định mệnh nữa nữa. Này thì đẩy lên nhà tao. Đẩy lên nhà tao ấy. TMP à? Ui dồi ôi, đồng quá anh em ạ. Khó thế. Vâng, cả team nó giết sạch. Tiếc nhất là cái quả thằng TMP nó lao vào mic nhưng mình không bắt được.
Quả đấy mình đang run. Đấy, không biết nó sẽ đẩy đường nào. Ok, I'm fine. Nào, sợ chúng mày quá cơ. Bắt đầu mình cảm thấy khoai khoai rồi đấy. Team mình đang hô lên là cung HL. Chắc là bị clear rồi. Ui rồi vẫn còn kìa, cái điện mệnh nữa luôn. Ôi thôi xong rồi. Cứ bảo đẩy cơ. Thế đích nào thằng TMP có đua TMP mà không lao ra. Để thằng Lục nó lao ra, khốn nạn thế. Nói chung là mình chim mồi cũng được. Để cho thằng này nó vào nó gánh team. Kìa. Ui, thằng này bắn headshot kinh vậy. Nãy cũng thấy mình một cái là nó vẫy chết ngay. Gắt thật. Bom kìa, không cầm bom nữa đâu. Sợ rồi. Thằng này nó hết cầm 3Z rồi anh em ạ. Nãy nó thấy nó cầm 3Z, nó nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Nhưng bây giờ thì nó đã bỏ 3Z rồi. Và mấy thiên nhiên kia đã che khói ở khu vực mic. Sợ rồi. Đang phó khói ngay. Khói thì em chịu rồi. Tầm này thủ thôi. Lên làm cái gì? Ôi còn AFK nữa. Em xin quỳ. Vâng, cái định mệnh nữa. Đã thua rồi, còn AFK. Vâng, thoát làm cái gì? Cứ bắn hết mình đi. Coi như là chúng ta luyện tập. Gặp đối thủ nó bắn hay hơn thì đấy là điều tuyệt vời anh em ạ. Tại vì mình có thể luyện tay tốt hơn. Còn gặp gà thì thắng đơn giản quá. Mình nghĩ kiểu gì cũng thằng đi móc thôi. Chúng ta hãy cứ đợi xem. Vừa bắn vừa kênh móc cái này thì bắn thế đích nào được. Anh em thì cứ đi đâu rồi. Sợ thật ý. Rồi, nhặt bom đi thôi. Mình nghe tiếng có thằng đi móc này. Ui ôi, nó lên tận nhà rồi, nhanh thế. Vâng, tính đi mic nhưng thế đấy nào lại có người đi móc nên mình quay lại. Xàm thật. Ủa, sao nhanh vậy ta? Mới nghe một cái thôi nó đẩy lên tới nhà rồi. Vâng, nghe chưa quen, anh em thông cảm nhé. Anh em bắn tanker thì bắn sniper thì cũng không cần phải ấy đâu. Ui dồi ôi, nó đứng ngay ở rào. À chứ nhầm HL. Cần đi bạn này. Hình như lúc nãy mình vào mình cũng thấy cái team cũng khá là mạnh đấy. Không đủ được đâu. Vâng, báo đi B nhưng hình như đã cầm. Ui sao kìa. Vãi xoài, tuy nhiên bị bắn một hồi lâu cũng không phát hiện ở chỗ nào bắn luôn. Sợ thật ý. Bét cầm TMP. Cầm TMP như này thì đúng là phế vật. Úi dồi, úi dồi, xây chết bà đây. TMP óc cửa hó. Không kịp rồi. Quá đen, quá đen. Cố lên, chúng ta sẽ bật kèo nào. Ok, giờ này mình sẽ bắn đàng hoàng lại tí. Cay rồi. À, nhảy này. 2B rồi. Vâng, bây giờ nó còn không thèm ném khói nữa cơ. Hay lắm đi em ạ. Lại khinh thường tao rồi. Bây giờ gọi là khô máu luôn anh em ạ. Kiểu gì cũng thua nên chúng ta sẽ khô máu. Để rồi, móc này. Này thì móc nhà này. Quen chân. Rồi, một bé đã nằm xuống. Cứ thủ ở nhà thôi, đồng đội mình thì đã lên hết rào rồi. Bét đồng đội. Nhấn bom đây. Ui ui dồi ôi. Tao sợ mày quá cơ. Lên. 49 tiếp rồi, thằng này yếu rồi. Cứ lên thôi, nhấn bom cái gì. Hai thằng cùng lên một lúc này. Khổ thân, mình không có mic nữa. Rồi, nó đã rút về. Không biết là nó rút về hay là nó vẫn còn nấp.
Không biết là còn ai đi móc ở đây không? Mình phải check kỹ nha em ạ. Tại vì nếu không check kỹ thì người ta móc mình không thể biết được. Nãy mình đã check kỹ lắm rồi nhưng vẫn có người đi lên đấy thôi. Sợ thật. Úi rồi. Vãi cả check. Mình tưởng nãy giờ bạn check ok rồi chứ. Thế đếch nào. Cạn lời. Đi vô bạn ơi. Bom sai bị. Úi rồi. Quả bom. Hay quá. Mình bắn yếu rồi. Bạn chỉ việc vét thôi. Thôi. Úi rồi ôi. Cái định mệnh nữa luôn. Tiêm pi kìa. Ôi thôi. Lầy thì cố ơi. May quá. Gánh tim thành công. A hi hi. Được rồi. 14 rồi. Cố lên nào. Chúng ta không thể thua được. Khó quá anh em ạ. Tại vì những cái quả này thực sự rất là run tay. Nhưng 3-4 rồi. Quyết định là khô máu thôi. Đánh mít vào B đi. Đánh mít vào B. Ném bom vào đấy làm gì? Không ngồi không lắm á. Rồi anh em quyết định là công B. Đánh mít full B. Đánh mít vào B. Nhưng mình nghĩ điều đấy không quan trọng. Quan trọng là sẽ bị giết cả team nếu vào đấy. Yo. Ui dồi, mic kìa. Mic snip. Rồi, thì nhiên thấy mình đi vào cái đâm mặt vào nó dã ngay. Sorry nhá, quả đấy mình không thể vào được. Quả đấy mình chỉ check thôi, ai ngờ bạn đi vào. Này thì đọ sniper rồi. Thích đú không? B snip chết rồi, thằng snip đã chết. Còn thích đú với sniper thì không được đâu bạn ơi. Khó lắm. Trừ phi bạn cầm TMP ốc cửa hó mà đẩy lên thôi. Chứ còn mà đọ bố chả sợ đâu. Lại con lợn này đọ sniper nữa rồi. Ghê đấy. Rồi mình sẽ cố gắng giết thằng đấy. Úi dồi ôi, ném bom các kiểu luôn. Chất vậy. Chất vậy. Thích đú không? Rồi. Vô bạn ơi. Sau mình sẽ đẩy một mình vào. Hình như là quả bom ở mic bị kẹt lại. Mình phải ra đấy thôi. Đây rồi. Úi dồi ôi. Một bé này. Còn bé nữa. Đâu rồi? Chắc là đang cam bom. Úi dồi ôi, đây. Ngon quá. Ok. Một đốt nhà. Vâng, may quả đấy không thua rồi. Anh em quả đấy lỗi quá. Thực sự gánh không được anh em ạ, run tay quá. Kìa. Úi dồi ôi, nó đi ra không vẫy được. Cạn lời. Vâng, đúng quả cuối mà run tay như này thì bắn thế nào. Sợ thật đi. Thôi xong rồi anh em ạ. Mình cảm thấy run quá. Không thể bắn được. Thực sự rất là khó. Ui. Vãi. Trời. Trời ơi. Sao mình có thể như thế được nhở. Quả đúng quả cuối. Thôi xong rồi. Bị bắn xuống tay rồi anh em ạ. Sợ thật đi. Tầm này không thể bắn được rồi. Ui không được rồi. Tầm này run tay quá anh em ạ. Khó bắn quá. Ui rồi. Biết ngay mà. Mình đang sợ headshot. Cuối cùng cũng bị. Vâng chịu thôi. Quả cuối mình run tay quá. Mình không thể cố với anh em được. Quả cuối mà mình có thể mình bình thường lại tí. Thực sự mình rất là run. Rất là áp lực. Tại vì phải gánh team như này. Thua rồi. Chắc chắn là thua rồi. DMP thì thanh niên bắn DMP rất là gà. Nói thẳng vậy luôn. Tại vì thanh niên phản xạ rất là kém. Xây cũng để đồng đội ăn kìa. Khổ thân. Thế này không ăn được không? Chắc chắn luôn. Mình thấy thanh niên cầm AK này bắn được này.
Hành lang đúng không, đi hành lang chờ khó rồi, đúng đấy. không ăn được chắc chắn 100%. Bọn kia bắn rất là chắc tay, nếu mà nó thủ thì không bao giờ ăn được. Thực sự bắn một người mà gánh được 4 thằng. Tại lúc nãy mình hình như là mình cân 4 thôi anh em ạ. Dã man. Đấy biết ngay mà anh TMP cạn lời. Rất là khó. Thực sự mình rất là run tay, không thể bắn được. Gánh như này, như một quả tạ. Hầm có kìa, ui dồi ôi. Vừa chát lên thì đã sấp mặt rồi, còn một thằng thôi, cố lên. Ui dồi ôi, snip. Vai. Để cái thằng snip nó giết, nhục chưa. Thằng này lúc nãy mình ăn 2-3 lần. Vai đái. Còn đúng thằng snip không ăn được. Ui dồi ôi, cạn lời. Không còn lời gì để nói. Bye bye tất cả mọi người nhá. Bằng gánh thế là đủ rồi. Còn lại trách nhiệm. Ui dồi, nhìn thằng cầm TMP à, khổ thân.